Mình uống rượu nhiều thế, lỡ có bệnh hề gì thì mẹ con em sống sao đây? À, cô rửa tôi à? Cô rửa tôi để con chết à? Không thể cô rửa con chết để cô đi mất đấy. Gọi điện xem sao.
thế? Chú đi tìm chi? Chú đi tìm, chẳng cần chú đêm khuya thế này biết đi tìm cháu ở đâu được chứ? Mà tại chú suốt ngày uống rượu say xỉn đánh đập nên cô ấy chẳng bỏ đi. Cô ấy là người siêng năng hiền lành, hết mực yêu thương chồng con, mà chú lại đối xử tệ với cô ấy. Nếu có bệnh hệ gì thì ân hận cả đời đó chú à. Thì tôi cũng thấy lo lo. Thế chú gọi điện cho cô ấy chưa? Dạ, tôi đã gọi rồi mà nhưng không được. Vậy giờ ta đi tìm các cháu thôi. Xuân ơi! Thu ơi! Các cháu ơi! Các anh thấy con túi ở mỏ không? Mẹ ơi! Trời ơi!